tài cấp tỉnh, trọng tài số 2, hai trọng tài viên chuẩn bị. Xin quý vị cho một tràng tay cổ vũ cho hai đội. Xin chào đằng này ạ. Bán kết thứ hai cũng sẽ diễn ra trong 3 set thi đấu. Nếu hai đội hòa nhau một đều thì set thứ ba sẽ đánh nhau, đánh với nhau 25 quả. Đánh nhau rồi. Vâng, tranh tài 25 quả. Đánh nhau. Và chúng ta sẽ vừa rồi chứng kiến trận bán kết 1 giữa Phong Tạc cùng với Chí Minh đã phân thắng bại và Chí Minh đã lọt vào chung kết. Và bây giờ hai đội sẽ tìm ra một đội thắng để chúng ta cùng vào vòng chung kết xác định nhà vô địch. Anh Dương, anh Thảo vòng á. Về chuyên môn chúng tôi đánh giá giữa Công Lạc à, xin lỗi giữa Thị Trấn và cùng với Tiến Động là trình độ chuyên môn ngang nhau. Và cũng đây là hứa hẹn sẽ rất nhiều những pha bóng rất là mãn nhãn cho quý vị khán giả. Xin mời hai đội vào làm thủ tục. Mình cổ vũ Tiến Động rồi. Cổ vũ Tiến Động nhá. Mời các vận động viên quay lưng áo về trọng tài 2 để xác định vị trí. Huấn nhiều tuổi rồi. Tiến Động nó đánh phối hợp anh ấy. Đập chắc kém. Đánh nhau. Em không rõ lắm. Không rõ về cái quần hàm của nó. Tí tự nhiên nó mắt tắt. Trong trận bán kết 2 thì thời tiết đã dịu rất nhiều và ủng hộ cho hai đội bóng trong trường hợp này. Mấy cái đá này này má. Nhưng mà cái gì? Chuẩn bị. Sát thứ nhất, xã Tiên Động phát bóng. Các vận động viên chuẩn bị. Xe thứ nhất bắt đầu. Điểm đầu tiên cho Thị Trấn 1-0. Như chúng tôi đã bình luận phía trên là đây là một trận đấu rất là hay về chuyên môn và cũng như đẳng cấp của hai đội bóng ngang nhau. Điểm tiếp theo cho Thị Trấn 2-0. Bóng ra ngoài. Điểm cho Thị Trấn 3-0. Chưa có gì. Đằng nào cũng thắng rồi. Mình vừa chết thôi mà. Thế này thánh sẽ là đánh sẽ này một cuối. Thế sau còn ngược nắng nữa đánh cướp. Đúng không? Một bóng tốt. Điểm cho Tiến Động 1-3. Ông nào? Ông nào chưa bảo? Cuối đánh có được không? Bao nhiêu năm rồi à, thế được. Nhưng ông ấy đánh Tiến Động rồi. Thắng rồi, cố lên. Tiếp tục đi à, chấp sâu đấy.
anh mới đầu gà thế thôi, đúng rồi thôi. Yeah. Đó tốt. Đây là phương chấn 6-1. Từ đầu xin lỗi là thế nhất. Xin mời hai đội tiếp tục thi đấu. Chấn 7-1. Nghe quả đó 500 người địch mẹ. Ôi quá. Qua mình đánh triệu con đi. Mẹ 26 cái gì? Ừ. Mẹ đánh 7 triệu này. Đá điểm cho Tí Động 27. Rất nhanh. Điểm cho thị trấn 9-4. Một pha chip bóng nhanh của chuyền 2 thị trấn. Điểm cho thị trấn 14. Chấp có 6 quả. Này là năm anh Trung ơi. Điểm về cho Tiên Độc 50. Chúng ta đang thấy cơn mưa ở phía Hải Dương. Trận chung kết chắc sẽ rất mát đây. Hãy ra ngoài. Điểm cho thị trấn 11-5. Anh Trung ơi, khả năng này. Ôi này ơi. Tháng 2 sách sau à? Điểm cho thị trấn 12-5. Vô lên. Vô rồi, vô là chết. Buồn được thì điểm 12.
bóng chuyền này nó khó đuổi lắm. Nó không như gà. Liên tục điểm cho thị trấn 13-5. Mấy quả thế này đi. Chị Bình, à xin lỗi, tiến động xin hồi ý lần thứ nhất. Hết thời gian rồi, xin mời hai đội tiếp tục thi đấu. Xét sau chỉ có kiểu đánh kiểu 4-5 thôi. Cấp tiên đồng 6-13. Cố lên, không có gì cả. Wow, quá là tuyệt vời và một pha xử lý rất thông minh. Một pha rất chuyên nghiệp, xử lý của truyền 2 thị trấn mang về điểm 14-6. Những cầu thủ rất kinh nghiệm mới làm được những quả như vậy. Ông đeo kính nhau nào chứ? Nhanh. Và Tiên Đồng có câu trả lời. Điểm cho Tiên Đồng 7-14. Cố lên, có 7 quả thôi. Điểm cho Tiên Đồng 8-14. Một pha tổ chức tấn công đánh nhú không kịp, không thành. Kín mặt vào. Tiếp tục là bóng do Tiên Đồng 9-14. Thì dẫn xin lỗi. Chuyển 2 thị trấn rất là tiên tiến vận hóa bằng những pha chuyền rất đẹp, mang điểm về cho thị trấn 15-9. Bóng chưa qua. Điểm cho thị trấn 16-9. Sau khi hội ý thị trấn liên tiếp lên điểm. Tám ba rồi. Anh Trung bảo cứ bình tĩnh. Chính đâu. Đi rơi à? Đi chơi đi à? Tám ba rồi. Bóng ra ngoài. Tiếp tục điểm thị trấn 17-9. Đây là trận bán kết 2. Chúng ta đang theo dõi set thứ nhất. Hai đội thị trấn và Tiên Đồng. Tiên Đồng tôi tài trợ hơi nhiều đấy. Bóng ra ngoài. 18-10 cho thị trấn. Mấy ông này
và có rất nhiều điểm cho Kim Đồng 11-18. Pha chiến thuật nước được thay đổi của đội dẫn mang về điểm thứ 19-11. Trấn 20-11, một khoảng cách tương đối an toàn cho thị trấn. Thank you.
điểm 24-17. Một điểm nữa thôi. Đã giành set thứ nhất thắng lợi tỷ số 1-0. Và chúng ta chờ đợi set thứ hai, Tiên Đồng sẽ cố gắng đưa ra đáp pháp để gỡ hòa. Và xin mời quý vị chúng ta giải lao trong ít phút. Mời hai đội tiếp tục sân thi đấu set thứ hai. Vẫn còn nhiều cơ hội cho Tiên Đồng. Và chúng ta chờ đợi xem Thị Trấn tiếp tục thể hiện set thứ hai thế nào. Mời tất cả các cầu thủ chúng ta quay lưng áo về và tập thể hai. Bên Tiên Đồng xếp thứ hai đã có sự thay đổi rồi. Các cầu thủ chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, các khán giả chúng ta ngồi lui lại đi ạ. Tiên Đồng mời chúng ta khán giả ngồi lui lại đi ạ. Có những cái quả bóng của đội mình cứu là mang tính chất là chúng ta không cần. Trận đấu thứ hai bắt đầu. Chuẩn lên! Lần đầu tiên cho Tiên Đồng 1-0. Hai ơi! Sức bật chung các cầu thủ. Đưa đồng. Cố lên! Điểm cho Thị Trấn 1-0. Trong một trang bắt tay cổ vũ cho hai đội. Đúng rồi. Cho Thị Trấn 2-1. Cắt luôn. Oh!
ở thị trấn Cửa Đôn hay. Mời cổ động viên thị trấn chúng ta đứng vào đây. Điểm cho thị trấn. Bảo lưu kết quả, thư ký bảo lưu kết quả.
Hết mưa rồi hả? Hết mưa rồi. Ngồi cầm một chiếc cái này thôi. À quên. Chắn cú đứt vào. Sao cả? Cố lên. Mười bảy, mười bốn nghiêng về thị trấn. Xét thứ hai rồi. Xét thứ nhất thua đó. Xét thứ hai đang dẫn 17-14. Về thị trấn rồi. Hả? Đây. Xe thứ nhất Tiên Lộng nó thua thị trấn. Sau trời mưa thì giờ đây xe hai đang trở lại thì Tiên Lộng đang bị thị trấn dẫn với tỷ số 20-16. Rồi trời tạnh rồi. Thank you.
1 Tiên Động thua thị trấn rồi chị ạ. Giờ xét 2. 19-21. Đến với Tiên Động 19-21. Xét thứ nhất thì Tiên Động đã thua thị trấn. Giờ xét thứ 2. Thank you.